Rồi, vì lúc này là lên máy xong rồi, mình sẽ cho anh em xem lúc lên máy nha. Máy hoàn chỉnh rồi. Để em về không kịp. Đây. Đã lên xong ha. Ngày khách đang thử cái máy này. Giờ để coi xong là sao ha. Cho hợp đồng luôn. Giờ đang ta kiểm tra một số phụ tùng rồi sao ở đầu có thể chốt anh em. Chào anh em nha. Con thái xịn này bây giờ em mới bắt đầu xuống làm bảo dưỡng đây. Đây là bông cuốn của nó đây. Khá là ok luôn á. Ít ha mòn rồi ha. Đây bông cuốn ghim của nó đây. Còn nước sơn luôn, nhưng mà tiếng mà đậu lâu quá thì nó hơi bị oxy quá thôi. Cái máy này chạy cũng rất là ít. Một phần máy này bên kia họ dùng hơi sơn là cái gì đó xấu lắm. Mình sẽ làm lên cái sơn kim cho người ta ha. Chân ở đây làm ghim hết luôn, tuyệt vời. Giờ mình sẽ mở ra làm vệ sinh cho toàn cái máy, kiểm tra lại cho khách chạy an tâm. Đây thùng dầu của nó là khỏi ghế luôn, quá ok. Đây thành đập ghim hết, lưới cũng ghim luôn. Anh em thầy thợ đã bắt đầu tiến hành làm. Đây là chút là xong. Rồi chào các bác nha, hiện tại giờ cái hộp số đang rã ra để làm ha, để mà mình bảo dưỡng lại cho nó ngon lành. Bộ dặn chân thì em thấy là không lung lay con nào hết á, có thể là mình đánh ra mình sơn lại thôi. Vô cái bò lại. Đó. Con 70 này bữa nay làm giờ cũng đã xong, giờ đang gắp hàm gắp đồ vô lại. Thì giữ rin cũng khá là nhiều, thay này mới thái. Thì chỉ còn có giật cái thay xịt mới vô luôn ha. Bắt chủ thay xịt mới luôn. Rồi một số thứ nó có thể lên xe rồi, xe con trước đậu sẵn luôn. Đó. Nó ok hết rồi. Hai cặp xích mới hoàn toàn luôn. Máy là máy 47. Rồi tiến độ bây giờ đã gấp hàm rồi nha. Đó. Rồi xíu nữa là xong thôi. Này chúc em đi công chuyện biết có quay kịp được hơn nó không nữa. Rồi đó có gì em nhờ ai quay ha. Rồi chào mọi người nha. Đây là kho máy hiện tại của mình. Đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy á, cho khách ha. Bây giờ cũng có khoảng 5-6 chiếc đang làm ở đây. Thì tùy theo mức độ ha mọi người. Đây, như mấy con này thì hộp số mình làm miễn phí hết ha. Hai phụ tùng được. Để có kèm theo khuyến mãi phụ tùng cho mọi người. Chiếc này làm cũng gần xong rồi. Cũng thay lăng mới hết toàn bộ rồi, lưới mới rồi ha. Mấy con đây là phần qua làm đồng. Làm đồng hàm ha. Cái này mình làm đồng miễn phí tất cả nha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Nếu anh em còn thấy thích cái kênh của mình á, muốn tham khảo về máy móc á, thì anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây. Thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất á, mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi xin cảm ơn nha.